Mặc dù đường đã thảm áp phan, nhưng hàng cột điện này vẫn nghênh ngang chiếm giữ một phần đường tỉnh lộ 420, khiến người dân, người tham gia giao thông luôn cảm thấy bất an. Theo chia sẻ của người dân, đã có không ít lần các em học sinh đâm phải những cột điện này, nhất là khi tham gia giao thông vào lúc trời gần tối. Thấy là rất nguy hiểm cho người đi giao thông ở trên đường. Một là các cháu đi học về, đi trên đường đi là gặp những cái cản trở là các cháu không tự bảo vệ mình được là xe ngã. Có thể hơi chướng ngoài đường ấy. Cảm giác mà đi ban đêm thì nó hơi nguy hiểm cho mọi người giao thông ấy. Nên là nhờ mọi người là đề nghị lên để di chuyển với khu cột điện vào trong ấy. Để làm sao để mọi người di chuyển là khi tham gia giao thông ấy, có thể an toàn cho bản thân mình và cho mọi người xung quanh. Để cho cái công việc đi lại và cái an toàn giao thông thì nhà thầu cũng kính mong các ban ngành, như thể là một số cột điện còn nằm tồn tại, còn nằm trên những cái tuyến đường đã thảm rồi, thì cố gắng để di rời sớm để tránh ảnh hưởng đến an toàn giao thông của người dân đi lại. Cái thứ hai nữa là trên một số mặt bằng là một số cột điện viễn thông và điện lực thì hiện tại còn tồn tại. Nhà thầu cũng kính mong là các đơn vị cùng phối kết hợp để di rời, để nhà thầu có được mặt bằng và nhanh chóng đạt được cái tiến độ. Gần 4 năm qua, tuyến đường 420 vẫn chưa thể hoàn thành. Nguyên nhân chính là không có mặt bằng, nhà thầu thi công cầm chừng, nhiều đoạn cua khuất tầm nhìn cũng là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn tai nạn giao thông. Trên tuyến đường còn rất nhiều vướng mắc, rất nhiều cái mặt bằng này hiện tại đang bị xôi đố. Một số hạng mục đã thi công xong, còn một số hạng mục thì vẫn còn vướng mắc do là mặt bằng chưa có. Ghi nhận thực trạng cho thấy dự án vẫn ngổn ngang, nhiều nơi nắp hố ga nhô lên không được căng dây cảnh báo. Bên cạnh đó, nhiều đoạn kênh rãnh chưa thi công cũng không căng dây. Nếu di chuyển qua đây thiếu chú ý quan sát thì có thể gây tai nạn bất cứ lúc nào. Trước thực trạng này, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để sớm đưa tuyến đường đi vào sử dụng, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân đi lại an toàn, thuận tiện.